Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review mặt nạ rong biển đại dương dưỡng sáng ra giá bao nhiêu. Mua ở đâu, có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Sexy look mặt nạ rong biển đại dương dưỡng sáng ra công dụng chính. Giải quyết cùng lúc ba vấn đề lớn về lỗ chân lông là khô, nếp nhăn và sần sùi. Bổ sung công nghệ enzyme từ Nhật Bản tăng cường khả năng điều hòa lỗ chân lông. Giảm sự thô giáp của da, giúp cho da luôn được ngậm nước cả ngày dài, hỗ trợ nâng tôn rõ rệt sau khi sử dụng. Loại da phù hợp tất cả loại da đặc biệt với da khô, thiếu sức sống và có nếp nhăn. Thành phần chính, tinh chất rong biển, sợi vải teno, chiết xuất lên men, niacinamide, enzyme củ quả. Acid hyaluronic cách dùng: Làm sạch da và sử dụng toner để cân bằng, đắp mặt nạ từ 10 đến 15 phút. Massage cho các tinh chất thấm hết vào da, không cần rửa lại với nước. Thể tích thực 28 ml/miếng. Quy cách đóng gói: 4 miếng, hộp. Cách bảo quản: Tránh để nơi nhiệt độ cao hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Ngày sản xuất, hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Xuất xứ thương hiệu: Đài Loan. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.